Đây là cờ trảm thần. Nhảy xuống. Ngài, ngài là vị lão tổ tuyệt thế đó, trảm kỳ sao? Tần Minh, tên nhãi này không nhận ra lão tổ ta rồi sao? Tần Minh bái kiến lão tổ. Hây. Công tử, ngài xem tiểu tử Tần Minh này nên xử lý như nào đây? Trảm kỳ trưởng lão, vậy mà cung kính với hắn như vậy sao? Lão tổ, hắn có thân phận gì? Ta ở trước mặt vị công tử này chỉ là một nô bộc. Ngươi nói ngài ấy có thân phận gì? Cái gì? Nể tình ngươi vẫn chưa có hồ đồ như những người khác, ta cho ngươi một cơ hội bắt đầu từ bây giờ, do ngươi chỉnh đốn Phi Dương Tiên Môn. Không chỉnh đốn được, xách đầu tới gặp ta. Nghe thấy chưa? Nếu ngươi không thể làm công tử hài lòng, ta sẽ chém ngươi. Tuân lệnh. Ta nhất định sẽ làm cho công tử và lão tổ hài lòng. Công tử, lần này ngài tới là vì cánh cửa chúng sinh sao? Không sai. Lần này cánh cửa chúng sinh xuất thế là cơ hội cuối cùng rồi. Năm đó Phi Dương Tiên Đế trả cái giá rất đắt, tạo ra cơ hội cho cánh cửa chúng sinh xuất thế lần nữa vào lúc này, quả thì không dễ dàng. 10 vạn năm trước quay về tay trắng, lần này ta nhất định sẽ thắng lợi trở về. Tuy chiếc chuông hỗn độn này chỉ là một vật mô phỏng, chuông hỗn độn thực đã bị vỡ nát rồi, nhưng dồn để chiêu mộ đệ tử vẫn có hơi chút lãng phí nha. Công tử, ngài muốn dùng nó sao? Đợi cánh cửa chúng sinh mở ra, ta mang nó vào. Mau lên, sắp bắt đầu rồi, đợi ta với. Gần như đều tới đủ rồi. Wow, người báo danh Phi Dương Tiên Môn càng lúc càng nhiều. Phải, tin tức cánh cửa chúng sinh sẽ hiện thế ở Phi Dương Tiên Môn đã đồn ầm ầm ở bên ngoài rồi. Các tu sĩ trẻ của chủ vực Đông Nam trong cả thiên mạch gần như đều chạy tới. Nhưng điều kỳ lạ là rõ ràng rất nhiều người là nội gián, mục đích không tốt lắm. Thì không hiểu tại sao tông môn chỉ xem tư chất, không kèm tiêu chí khác mà cứ thu hết. Ai biết chứ, làm tốt việc của chúng ta là được rồi. Dù sao dạo này Phi Dương Tiên Môn đang chỉnh đốn, cẩn thận chúng ta trở thành nhóm người bị chỉnh nha. Bắt đầu cuộc tuyển chọn của tông môn. Người tiếp theo, người này là ai? Chưa từng gặp, xem nàng ta mặc gì kìa. Không biết nha đầu nhà quê từ đâu ra, là tới lượt ta rồi. Vậy mà sáu tiếng giang, Phi Dương Tiên Môn lại có thêm một thiên kiêu. Vị sư muội này chúc mừng ngươi tiến vào Phi Dương Tiên Môn. Chuông hỗn độn gian 6 tiếng đã là hạch tâm trong số đệ tử hạch tâm của Phi Dương Tiên Môn. Phi Dương Tiên Môn, nghe nói đây là đại tông môn số 1 ở vực này, thuộc cúc ta từ một tiểu nha đầu thôn quê trở thành đệ tử hạch tâm của Phi Dương Tiên Môn. Ta cuối cùng cũng không phải là ta của trước kia rồi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.